Trần Biên Hải xin trân trọng kính chào bà con, kính chào quý vị và các bạn gần xa. Thưa bà con và các bạn, ngày hôm nay Trần Biên Hải lên sóng, xin lỗi bà con và các bạn trước vì đây không phải là những câu chuyện không đầu không cuối như phong cách quen thuộc hàng ngày, mà Trần Biên Hải muốn dành hẳn một clip ngày hôm nay để tâm sự, để nói chuyện, để góp ý, để trao đổi với một người vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội. Đó là ông luật sư Trịnh Quốc Thiên, chủ kênh YouTube từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên, địa chỉ tại thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Thế này, bởi vì tại làm sao mà Trần Biên Hải lại muốn tâm sự với ông Trịnh Quốc Thiên, thì trước hết là cũng nói chuyện với bà con một chút thế này. Thì Trần Biên Hải là một người là rất thích uống rượu bìm bịp và thường xuyên ngâm rượu bìm bịp. Tuy nhiên là cái gì thì cái nó cũng đến một cái độ bão hòa của nó. Khi trong nhà mình là nhiều bình rượu bìm bịp quá rồi ấy, thì cái lại sinh ra cái cảm giác nó là ngấy, nó ngán. Bởi vì bìm bịp thì trên đời này nó không thiếu. Nhưng mà tuy nhiên thì nó không thiếu ở chỗ này, nhưng mà nó lại thiếu ở cái chỗ khác. Đấy, thế thì có một cái điều rất là trùng hợp ngẫu nhiên giữa Trần Biên Hải với ông luật sư Trịnh Quốc Thiên bên Hoa Kỳ, là ông này cũng có một cái máu ham mê săn bắt bìm bịp rất là lớn. Ông ấy vác súng đi săn bìm bịp từ trong nhà tòa nhà, từ trong hội nghị luật sư quốc tế, săn ra đến bờ rừng, săn vào lý lịch, săn bắt ra những cái thủ đoạn lừa đảo để kiếm ăn, để cho nó hết đường sống. Nhưng mà con bìm bịp nó vẫn sống. Đấy. Và càng là nó sống một cách là sao ạ, đàng hoàng và trơ cháo. Ví dụ như thế. Thế tuy nhiên là thôi thì tâm sự một chút với bà con là như thế. Thế bây giờ là cũng nhờ bà con và các bạn là chuyển đến tay, chuyển clip của Trần Biên Hải đến cho ông Trịnh Quốc Thiên, để ông ấy biết được cái lời tâm sự của Trần Biên Hải. Bởi vì dù sao Trần Biên Hải với ông ấy cũng là hai người rất là thích săn bìm bìm. Thế là nói chuyện con người và con bìm bìm nó phải đi song song với nhau nhỉ. Kính thưa ông Trịnh Quốc Thiên, thì con người ta ấy luôn luôn mong muốn được người khác lắng nghe và công nhận mình. Đấy, đã là con người thì ai cũng thế phải không ạ? Luôn luôn được lắng nghe, được người khác muốn, mong muốn được người khác lắng nghe và công nhận mình, tôn trọng mình. Thì do đó, một người biết cách lắng nghe và thường, một người mà biết cách lắng nghe, thường xuyên lắng nghe người khác và thường xuyên rút kinh nghiệm, thường xuyên học hỏi những điều hay lẽ phải để hoàn thiện bản thân mình từ những góp ý của người khác, từ sự va chạm trong cuộc sống xã hội, thì là người, cái người mà làm được như thế thì là người luôn luôn được yêu quý và tôn trọng. Thế còn những người có thói quen hay phản đối người khác thì chỉ nhận được cái sự phản ứng bực bội và bị lảng tránh mà thôi. Hoặc một người tự kiêu, luôn cho là mình nhất, mình đúng, chuyên xuyên tạc bịa đặt ra những cái điều sai trái mà vẫn khăng khăng cho là mình đúng, chụp mũ cho người khác là đánh phá mình, thì hạng người đó thì chỉ nhận được sự coi thường và khinh bỉ mà thôi.
Hoặc giả, một người chuyên đi lòe bịp người khác nhằm mưu cầu lợi ích riêng cho mình. Họ làm cái việc này lâu ngày ấy, thì sẽ thành cái thói quen, thành cái bản năng bìm bịp. Đấy. Đúng là làm việc lòe bịp người ta lâu ngày rồi ấy, thì nó thành một cái thói quen không bỏ được, và thậm chí trở thành kỹ năng, kỹ xảo, trở thành bản năng ấy, thành bản năng, thành thuộc tính ấy, thuộc tính bìm bịp, lòe bịp. Người mà người đó sẽ hình thành những cái, hình thành một cái kỹ năng rất đặc biệt, đó là cái kỹ năng, nói là cái kỹ năng gì nhỉ, tôi phải nghĩ ra một cái loạt cái kỹ năng mới được. Những cái hạng người này nó sẽ hình thành cái kỹ năng chuyển hóa cái tâm địa xấu xa đen tối của mình thành lời đường mật. Đấy, cái trọng tâm nhất là cái đấy. Nó sẽ hình thành được cái kỹ năng chuyển hóa cái tâm địa đen tối xấu xa của nó thành những lời đường mật. Đấy. Nhưng những người này họ lại không hình thành được kỹ năng xóa dấu vết. Đấy, những cái dấu vết, những cái việc làm sai trái của mình ở trong quá khứ hoặc là trong, hoặc là hiện tại, nhưng hiện tại cũng không xóa mà quá khứ cũng không xóa, không có kỹ năng xóa dấu vết, mà chỉ hình thành những cái kỹ năng bè phái, gây bè kết phái, gây bè kéo cánh, rồi kỹ năng chụp mũ, kỹ năng gây mất đoàn kết, kỹ năng nói láo, lồng ghép trong những lời đường mật, những lời nịnh bợ. Và đặc biệt là thế này, họ, những cái con người như thế, họ lại không đủ năng lực để nhận biết này, để hiểu được và để thực hành được, thể hiện được mình là một người trí thức, có đạo đức, có nhân cách, có phẩm giá của con người. Đấy. Họ chỉ biết sơ sơ là, họ chỉ biết sơ sơ cái điều đấy thôi, tức là biết mặc quần áo rồi mặt mũi tươi cười sáng láng, là tươi cười chỉnh tráng sáng láng sởi lởi. Đấy. Chỉ biết sơ sơ như thế thôi. Chứ còn bảo đề cao phẩm giá con người thì hoàn toàn không biết. Đấy, khi bình thường, cái cách cư xử ấy, khi bình thường thì hay chuyên đi kết nghĩa anh em, dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ, để lòe bịp. À, khi mà cái tinh thần bị kích động mạnh ấy, thì phùng mang trợn mắt dọa nạt người khác ngay lập tức. Mà bị kích động mạnh hơn nữa ấy. Đấy. Mà cái dạng người này nó không chịu được kích động đâu. Đấy. Đấy. Mà bị kích động mạnh hơn một tí nữa thì cao hơn ở mức độ dọa nạt người khác mà bực tức hơn ấy, thì bắt đầu lột ngay cái mặt nạ trí thức, vứt ngay vương cái lương chi phẩm giá của con người đi, để buông ra những cái lời, cái lời gì, dùng cái từ gì nhỉ, dùng cái lời lẽ thóa mạ người khác. Đúng rồi. Đấy. Họ sẵn sàng thóa mạ người khác bằng những cái thứ ngôn từ của kẻ thất phu vô học. Đấy, ngôn từ của những kẻ thất phu vô học, ngôn từ của những cái kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Đấy. Sẵn sàng dùng con roi, con bọ, con nọ, con kia để chụp lên đầu, lên mặt người khác. Đấy. Những cái lúc như này thì mới lộ, bộc lộ rõ ra là cái bản chất thật của họ. Đó chỉ là những cái kẻ, cái sinh vật hạ đẳng mang hình người, những cái kẻ lưu manh giả danh trí thức mà thôi. Đấy. Thế tuy nhiên cái việc nói như vậy thì chúng ta cũng không chụp mũ họ, mà chính họ đã thể hiện ra bên ngoài, thể hiện từ cái việc làm, từ bằng việc làm, bằng lời nói, tức là từ hành vi đến tư tưởng, nó đều thống nhất, đều nhất quán những cái việc, cái bản chất như thế. Thế thì tuy nhiên ta nhận ra điều đó thì không có nghĩa là họ không được phép bảo vệ lập trường của mình. Ta vẫn tạo điều kiện cho họ bảo vệ lập trường của mình. Cho họ được phép có cơ hội để sửa sai, để rút kinh nghiệm. Đấy. Ấy thế nhưng họ thì nếu mà
trong một cái điều kiện bình thường mà có một cái lối tư duy hết sức bình thường của một con người bình thường ấy, thì họ cần thể hiện cái quan điểm của mình trong cái sự hòa nhã. Đấy. Họ phải biết kiềm chế cái cảm xúc, không để cái cảm xúc nóng vội lấn át cái lý trí của bản thân để mà hành động một cách ngu xuẩn, từ cái sai lầm này dẫn đến cái sai lầm khác và sự ngu xuẩn ngày một chồng chất. Đấy. Cái dạng người này thì họ lại không có những kỹ năng đấy nữa. Thế thì họ lại cũng càng không có kỹ năng tạo điều kiện cho đối người đối diện nói hết quan điểm của người ta, sau đó thì mới trình bày nhận định cá nhân của mình. Cái kỹ năng cơ bản nhất khi giao tiếp này họ lại càng không có. Đấy. Là khi đó là họ không những thực hiện được cái quan điểm của mình mà cái họ cũng không hạ thấp người khác. Đấy là cái kỹ năng quan, cái kỹ năng trao đổi, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tôn trọng người khác họ hoàn toàn không có. Thế cho nên là chúng ta có tạo điều kiện cho họ đến đâu chăng nữa thì cũng bằng không mà thôi. Nhưng vạch mặt họ thì có đem lại lợi ích gì không? Theo thưa ông Thiên, thì theo Trần Viên Hải thì Trần Viên Hải thấy là họ cứ chơi chơi ra thế, vạch mặt cũng bằng không thôi mà. Thế thì những với những cái điều mà hay, điều đẹp ấy, hay là hoặc là những cái điều gì mà Trần Viên Hải vừa mới phân tích ra về cái kỹ năng giao tiếp để tôn trọng nhau, để đưa cùng nhau đến thống nhất một cái quan điểm, một cách nhìn nhận về sự vật, về hiện tượng ấy, những cái hạng người này không bao giờ hiểu được đâu ông Thiên ạ. Thưa ông Trịnh Quốc Thiên, là những cái hạng người này không bao giờ hiểu được điều đó. Họ chỉ chăm chăm ngụy biện và nói láo để tận hưởng niềm vui được tỏa sáng. Đấy, cái nhu cầu nói láo để tận hưởng niềm vui được tỏa sáng. Và đặc biệt là họ không bao giờ bỏ được thói quen luôn luôn cho rằng mình là đúng, mình là nhất, mình là trung tâm của vũ trụ. Thế thì từ những cái chỗ như thế này ấy, bằng cái sự trải nghiệm, sự quan sát, sự trải nghiệm, sự nghiên cứu rất lâu năm về loài bìm bìm này, thì tôi cũng có thể nói như thế này: ông Trịnh Quốc Thiên chuyên săn bìm bìm làm thuốc chữa cho họ, để làm thuốc chữa cho họ theo cái cách thức chữa, bệnh của Việt Nam, của phương Đông chúng ta này, lại chuyên vạch mặt bìm bìm hành nghề 23 năm mà không biết chữ. Đấy, chỉ rõ bao nhiêu bằng chứng về những hành vi láo lếu, hành vi lừa đảo của bìm bìm cũng chỉ như nước đổ vào đầu con vịt mà thôi. Đấy. Thưa ông Trịnh Quốc Thiên, nhân danh người chuyên ngâm rượu bìm bìm, tôi Trần Viên Hải yêu cầu ông Trịnh Quốc Thiên dừng ngay việc làm vô bổ này lại. Đấy. Ông hãy làm ngay cái việc như thế này thì nó sẽ có ý nghĩa với cuộc đời hơn. Ông hãy chuyển ngay giống bìm bìm này cho cơ quan bảo tồn động vật hoang dã tại Hoa Kỳ. Nếu không thì ở Việt Nam nó chưa tuyệt chủng được, nhưng mà ở bên Hoa Kỳ nó sẽ tuyệt chủng trong nay mai đấy, đặc biệt là sau cái khủng hoảng mùng 6 tháng 1 đây này. Đấy. Nếu mà không là chúng nó sẽ tuyệt chủng. Đấy. Trên biên này nhắc lại yêu cầu một lần nữa là yêu cầu ông Trịnh Quốc Thiên dừng ngay lại việc săn bìm bìm vô bổ lại. Ông săn được thì ông hãy chuyển giống bìm bìm này cho cơ quan bảo tồn động vật hoang dã của Hoa Kỳ ngay lập tức, để cho người ta có cái biện pháp là gì? Lưu giữ và bảo tồn cái giống động vật quý hiếm này, đưa nó vào trong sách đỏ cần đặc biệt bảo vệ ngay, nếu không chúng cho nó sẽ tuyệt chủng. Đấy. Như vậy là lời tâm sự, lời trao đổi của Trần Viên Hải đối với ông Trịnh Quốc Thiên đến đây là hết. Xin trân trọng kính chào ông Trịnh Quốc Thiên và xin trân trọng kính chào bà con và các bạn. Hẹn gặp bà con và các bạn trong những clip sau.